Top 5 mẫu xe SUV cũ trong tầm giá 500 triệu đồng đáng mua năm 2021. Dưới đây là những mẫu xe SUV trên crossover cũ trong tầm giá 500 triệu đồng hiện nay. Mức giá xe cũ sẽ biến động tùy vào từng thời điểm. Dưới đây là một số mẫu xe SUV trên crossover trong tầm giá 500 triệu đồng được khảo sát tại thời điểm hiện tại. 1. Honda CR-V sản xuất năm 2009. Honda CR-V là cái tên đình đám trong phân khúc SUV trên crossover hạng C tại Việt Nam. Kể từ khi ra mắt phiên bản 7 chỗ vài năm trước, doanh số của CR-V tiếp tục gia tăng và thậm chí nhiều khi còn vượt qua Mazda CX-5. Tuy nhiên, bước sang năm 2021, cả CX-5 và CR-V đều lép vế trước Hyundai Tucson. Dù vậy, Honda CR-V vẫn là một mẫu xe được ưa thích trên thị trường xe cũ. Giá xe mới hiện dao động từ 998 triệu đồng đến 1,138 tỷ đồng. 2. Toyota Fortuner sản xuất năm 2009. Mẫu SUV 7 chỗ Toyota Fortuner nổi tiếng của hãng xe Nhật đã từng giữ vị trí xe bán chạy nhất phân khúc nhiều năm liền, bất kể nhiều tai tiếng thánh lật. Tuy nhiên, thị trường Việt hiện đã có nhiều biến động, Fortuner không còn độc quyền trong phân khúc như trước đây. Theo khảo sát, những chiếc Fortuner sản xuất năm 2009 được giao bán với giá 500 triệu đồng, trên thị trường xe cũ vẫn được rất nhiều người săn lùng. 3. Ford EcoSport sản xuất năm 2015. Mẫu SUV hạng B Ford EcoSport sản xuất năm 2015 được giao bán trên thị trường xe cũ với giá 500 triệu đồng. EcoSport cũ có thiết kế mạnh mẽ, cá tính, không bị trượt giá nhanh như xe Hàn đang là thế mạnh, để xe EcoSport đời cũ tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc xe SUV cỡ nhỏ nói riêng và xe 5 chỗ gầm cao cũ nói chung. Giá xe mới hiện dao động từ 603 đến 686 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mua xe mới khách hàng sẽ phải trả thêm một khoản phí, thuế mới đáng kể như 10 đến 12% phí trước bạ. 4. Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2008. Hyundai Santa Fe hiện là cái tên khá nổi trong phân khúc SUV 7 chỗ khi liên tục giành được vị trí bán chạy nhất phân khúc. Theo khảo sát, những mẫu Santa Fe sản xuất năm 2008 hiện được giao bán trên thị trường xe cũ với giá khoảng 500 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe mới của Hyundai Santa Fe hiện được niêm yết từ khoảng 1,03 tỷ đến 1,34 tỷ đồng. 5. Infiniti FX35 sản xuất năm 2004. Infiniti FX35 sản xuất năm 2004 cũng là một lựa chọn ổn trong tầm giá 500 triệu đồng. Đây là một chiếc Nissan hạng sang có thiết kế thể thao, đẹp mắt, ngoại hình sáng, đem lại cảm giác tuyệt vời cho người sử dụng. Sở hữu một chiếc xe sang, với giá cả phải chăng tất nhiên bạn sẽ phải đánh đổi một số thứ, như tiêu hao nhiều nhiên liệu, nội thất hẹp, cửa sau thiết kế cách điệu khiến giảm thể tích khoang chứa đồ. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.